của bài thăng trường 2. Và hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm 2008, nhằm ngày 8 tháng 3 năm Mậu Tý. Thì tôi xin lưu ý toàn thể Phật tử là học đạo của chúng ta đó, đạo Phật của chúng ta đó, thì trên căn bản là phải có tập tu thiền, phải học về thiền. Cho nên cái loạt bài này có thể nói là nó là rất cần thiết cho Phật tử đây. Mà nói tới vấn đề thiền á, thì từ trước tới nay, thật sự mà nói về trong thiền môn của chúng ta, đây đó gần xa, chúng ta có được, chúng ta có được khuyến khích học thiền, chúng ta có được dạy tu tập về thiền. Nhưng mà cái thường thường các cái thiền đó là các cái đạo tràng dạy thiền đấy, thì hầu nhiều là các vị ta huấn luyện, ta dạy cho mình trọng tâm là ngồi, mà ngồi để làm cái gì mà cho nó có ý nghĩa đúng theo lời dạy của Phật, của kinh điển đó, thì gần như cái đó nó không có được phân minh lắm. Vì vậy cho nên là khi nó tới thiền mà thiền để ngồi thì cái đó có dạy, giờ ngồi mau, giờ động viên cố gắng ngồi lâu thì cái đó là dạy gì. Và cũng có dạy quán tưởng, mà quán tưởng vô căn cứ, vô căn cứ, thì cái quán tưởng đó cũng có, cũng có những vị thiền sư tu sĩ, cũng có những vị cư sĩ mà tự đặt mình là thiền sư, cũng có dạy thiền để mà quán tưởng vào cái chỗ không vô, và tưởng tượng mình xuất hồn gặp ông thần này, ông thánh nọ, ông tiên kia, và thậm chí cũng gặp Như Lai Thế Tôn ở trong hư không vô tận đó nữa. Thế thì là cái lối thiền đó đó, nên đối chiếu lời Phật dạy, nên phân tích theo kinh điển, thì cái lối thiền như vậy là không nên đọc. Như cái bài thăng thiền 2 mà tôi đã nói lần trước, tôi đã triển khai lần trước, đối cảnh vô tâm khỏi luận thiền, tham thiền năng sở rõ phân minh, quán tâm quan cảnh tùy duyên đến, chánh tưởng quan đường nghĩ viễn vông. Thiền phải có đối tượng, tùy theo cái duyên nó đến. Có lúc ta, nó đến mà ta phải khởi cái ý niệm tham thiền về tâm. Có những lúc cái duyên nó đến, cái cảnh nó đến, ta phải tham thiền về thân. Rồi cũng có lúc duyên đến, cảnh đến, ta phải quán niệm, phải tham thiền về tâm. Thì có thể dựa vào cảnh, vào thân, vào tâm mà tư duy và quán chiếu, mà tham và nghiên cứu để nhận thức. Tùy theo cái đối tượng mà mình tư duy và quán chiếu, và tránh tưởng quan đường nghĩ viễn vông. Cái câu đó đó Phật tử nên để ý đó.
Tưởng tượng quan đường nghĩ ngợi viễn vông là không phải thiền của đạo Phật dạy. Nó đưa tới cái chỗ mà quyến hoặc, cái chỗ quan đường, nó thành ra mê tín dị đoan. Nó đưa thiền giả vào trong cái cõi gọi là vô sắc giới. Nghĩa là cái cảnh mà mình tưởng tượng thì có, mà hiện thực thì không bao giờ. Rồi có người là đờ lẫn đẫn, có những người mơ mơ màng màng ở trong cái cảnh mà mình tưởng tượng ra. Thậm chí có khi nói làm xàm lạp giáp với ông tiên, với bà thánh, với vị thế tôn nào do mình tưởng tượng ra. Phần mình đó thì mình tưởng tượng rằng là mình gặp thánh, gặp tiên, gặp Phật. Rồi mình tự nói lảm nhảm, làm nhảm lý nhí cả ngày. Những người thân xung quanh thì thấy mình là người loạn trí, điên cuồng. Và có những lúc lại làm cho thân dân mình thêm một cái sự mê tín dị đoan nữa, là đi coi thầy, đi bói toán, đi chữa trị bằng bùa chú. Thế thì là do cái tưởng quan đường và cái nghĩ ngợi diễn vong, nó sinh ra một cái tác hại phải nói rằng là hết sức lớn lao. Mà điều đó là điều có thật, đã có thật, đang có thật và sẽ có thật vĩnh viễn ở trong cái cõi đời không gian vô tận, thời gian vô cùng này. Do vậy cho nên là chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta phải học Phật. Phải học Phật thôi, phải nghe lời Phật thôi, phải học chánh pháp thôi, phải hành chánh pháp thôi, và phải sống theo chánh pháp. Chứ không nên bỏ mất cái căn bản của đạo Phật mà tu tập theo cái kiểu mà tưởng tượng quan đường, nghĩ ngợi mê tín gì đó thì uổng công trong một kiếp tu hành không đem lại kết quả, không đem lại kết quả an vui lợi lạc gì hết. Hôm nay thì tôi triển khai tiếp cái loạt bài tham thiền ba. Cái loạt bài tham thiền ba này đó thì tôi hướng dẫn khi Phật tử gần xa về quán thân. Quán thân như tôi vừa nói, có lúc ta quán thân, có lúc ta quán tâm, có lúc ta quán cảnh. Thì hiện tượng vạn vật tuy là nhiều, nhưng mà nó hiện hữu trên cõi đời này không ngoài thân, tâm và cảnh giới. Thì bây giờ đây thì trong loạt bài này, tham thiền 1, tham thiền 2 tới tham thiền 3, hướng dẫn các vị quán về thân. Nhớ rằng chữ quán tức là quán chiếu. Tham thiền có nghĩa là mình nêu ra tâm và cảnh, nêu ra chủ thể và đối tượng để mà quán. Đây có nghĩa là vận dụng cái tâm năng duyên nương giá vào cái đối tượng sở quán mà mình đặt ra. Thế vậy nói tới tham thiền thì phải có quán chiếu. Hôm nay tôi hướng dẫn các vị về cái đề tài là quán tâm, nghĩa là quán chiếu về, cái đề tài hôm nay là quán thân, nghĩa là mình lấy cái thân của con người của mình làm cái đối tượng để quán chiếu, để nhận thức.
gọi đó là quán thân. Tôi xin đọc bài thơ: thân này bất tịnh thật hay hoa, tam khổ bao vây mạng sống ta, bác bất dập vùi thân khẩu ý, tìm đâu tỉnh ngã lạc thường ra. Kinh dạy là trong tứ niệm xứ quán là cái bài pháp đầu tiên mà Phật dạy cho các hàng tu sĩ mà sau khi thành đạo, Đức Phật đến giường Lộc Giả thuyết pháp cho năm vị tỳ kheo mà Đức Phật độ đầu tiên đó, là Kiều Trần Như, A Thấp Bệ, Bạc Đà, Bạc Đệ Đan Đà, Ma Ha Nam và Thập Lực Ca Diếp, năm người bạn đồng tu với Đức Phật trong lúc Đức Phật xuất gia rồi đi bắt đầu đi học đạo. Thì Đức Phật cùng với các vị đó đồng tu, nhưng mà trong thời gian tu tập rồi, Đức Phật thấy rằng cái lối tham thiền, cái lối quán tưởng theo cái cách tu đồng hành với năm người đó không đem lại kết quả. Đức Phật mới tách ra đi tu một mình. Thì trong thời gian mà tách ra đi tu một mình đó, thì đã để là các vị biết là Đức Phật học nhiều lắm, nhiều vị tu sĩ, nhiều vị đã từng đặt ra phương pháp tu thiền định, tu khổ hạnh, quán tưởng nhiều cách trên bước đường đi tìm đạo, học đạo của Đức Phật. Chứ không phải Đức Phật học ít đâu, tìm đạo nhiều lắm, học đạo nhiều lắm, nhưng mà Đức Phật Thái tử Tất Đạt Đa là luôn luôn là vận dụng cái lập trường là văn di tư, tư di tu, nghe rồi phải suy nghĩ thấy nó đúng, nó hữu lý, nó hợp lý, rồi mới tu, mới ứng dụng, mới thực hành. Chứ Đức Phật không có phải gặp thầy nào cũng nghe, thầy nào cũng tôn trọng, thầy nào cũng vâng làm. Cái tính này khiêm cung, tôn trọng, kính nhường là một cái tính quý. Nhưng mà không phải là thầy nào nói cái gì mình cũng nghe. Và nghe thì có thể nghe, ai nói cũng nghe, nhưng mà nghe là nghe cái gì? Nghe rồi mình phải suy nghĩ. Suy nghĩ mình thấy nó hợp lý, nó đúng như lẽ phải, rồi mình mới là thực hành. Đó là cái pháp tam huệ học mà Đức Phật ứng dụng trong lúc Ngài tiến bước trên đường học đạo, hành đạo để chứng đạo. Thế thì ngày nay chúng ta học đạo cũng phải vậy thôi. Nghe thì có thể nghe nhiều đấy, có thể nhiều thầy dạy, nhiều thiền đường, thiền thất, chùa chiền, am miếu. Nếu mình có điều kiện nghe, có hoàn cảnh nghe, mình có thể nghe. Đó là cái đức văn ở trong tam huệ học.
Tuy nhiên là nghe rồi bước qua cái bước thứ hai là phải tư. Phải tư là phải suy nghĩ, mà suy nghĩ đây là đặt cái vấn đề này, để suy nghĩ đó tức là nó tới thiền định rồi đó. Tư tức là tư duy. Mà trong cái tư duy đó mình phải có vận dụng cái tâm năng quán của mình để mình quán chiếu, để mình lắng nghe lại cái lời mà của vị pháp sư đó, vị thiền sư đó hướng dẫn dạy dỗ như vậy mà nó có hợp lý hay không, nó hợp đạo hay không, và nếu ứng dụng nó có thể đem lại lợi ích an lạc cho thân tâm, cho hoàn cảnh mà mình đang mong cầu hay không. Khi mà phân tích như vậy rồi thì sau đó mình mới ứng dụng thực hành. Ứng dụng thực hành, tôi muốn nói là thực hành, ứng dụng là gì, Phật giải cái gì, thiền sư giải cái gì, chứ không phải là suy nghĩ rồi cái rồi mà ai đó, bất cứ là ai đó mà dạy mình suy nghĩ cái gì đó rồi mình đem ra mình cứ mình cầu nguyện, mình gian sinh, mình lại lục với ông thánh này, ông thần kia, hay là đấng Như Lai Thế Tôn nọ. Cái đó không phải đạo Phật. Trước sau như một. Tôi nói cho tới năm nay là 60 năm hơn. Trước sau như một. Tôi nhắc Phật tử gần xa, nếu bằng lòng nghe lời tôi, là đạo Phật không có khấn nguyện cầu xin lại lục, trông chờ và mong đợi nơi bất cứ ai. Mà đạo Phật dạy, nếu người nào muốn rõ biết ba đời mười phương Phật, nên quán cái tính của pháp giới, cái tính của vũ trụ vạn hữu bao la vô thủy vô chung vô cùng vô cực này, qua cái câu là tất cả đều duy tâm tạo. Tâm của chúng ta làm nên tất cả. Tâm của chúng ta có thể làm cho ta khổ sở như là người địa ngục. Người địa ngục tức là cái người khổ sở, từ khổ sở vừa vừa cho tới khổ sở cùng cực, gọi là người địa ngục. Chứ không phải địa ngục là ở đâu xa xôi, càng không có ở trong ruột của địa cầu. Tâm chúng ta làm cho ta có thể thành người địa ngục. Tâm chúng ta tham vọng vô cùng, chúng ta có thể làm cho ta là thành là ngã quỷ. Ngã quỷ cũng vai hay là ta thôi. Ta tham vọng vô cùng vô tận, tham vọng không có bờ bến, tham vọng không biết đủ. Giống như là cái hang mà không có đáy. Cái hang ở trên đồng bằng mà không có đáy, nó trổ ra biển thì đổ nước bao nhiêu cũng không bao giờ cái hang đó đầy. Thì cái người mà cái tâm tham không bao giờ đầy, giống như cái hang mà thông xuống kinh, xuống sông, xuống biển mà đem nước đổ thì không bao giờ đầy. Thì ngã quỷ là cái tâm của ai tham lam cỡ như vậy đó thì gọi là người ngã quỷ, chứ không phải ngã quỷ là cái bụng to, cái đầu lớn. Người ta tả như vậy là ta cụ thể quá để nói lên cái sự cung cầu không đủ thỏa mãn cho cái người tham. Chứ không phải là có cái con ngạ quỷ mà cái bụng như cái trống sấm, như cái dân trống sấm, rồi cái cổ để ăn nuốt, như cái lỗ khi chim ấy. Cái đó là ta cụ thể quá, ta nhân cách quá. Một cái con như vậy, cái con mà là cung cầu không bao giờ thỏa mãn như vậy, cái hình như vậy, chứ không phải cái con ngạ quỷ là vậy. Mà ngạ quỷ là mình, do cái tâm của mình tham vọng không bao giờ thỏa mãn. Thế thì ngạ quỷ cũng mình làm cho mình thành ngạ quỷ. Rồi súc sanh cũng mình làm cho mình súc sanh. Rồi an lành ngang bằng với cõi người thì cũng mình làm cho mình thành ra cái phong thái, cái tư cách của con người là mình, chứ không phải ai hết. Rồi trời cũng vậy. Rồi các cái quả chứng như là quả thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Như Lai Thế Tôn, Vô Thượng Bồ Đề, cũng là con người mình làm ra mình được cái quả gì đó, chứ không cần phải khấn nguyện lại lục quan sinh bất cứ nơi ai. Chỗ đó là cái chỗ hết sức quan trọng. Mà Phật tử gần xa nghe được cái đó thì nghe của tôi nói, các vị bảo đảm chắc chắn có an lạc, có thay đổi,
thân khẩu ý của mình trên bước đường học đạo, hành đạo và giải thoát. Còn các vị chịu không nổi cái đó thì các vị tu uổng tiền, uổng công rồi suốt 70-80 năm, tới chừng cái ngày ra đi đó, mình không có được cái sự an lành hạnh phúc nào trong cuộc sống hết. Cho nên là cái thời pháp mà Đức Phật dạy cho 4 vị tỳ kheo, cho 5 vị tỳ kheo đó, là cái thời pháp Phật dạy đầu tiên đó là dạy về tứ niệm xứ, tứ niệm xứ quán. Mà cái pháp môn ban đầu đó là gọi là quán thân, tư duy quán chiếu về cái thân của mình. Bây giờ chúng ta cũng vậy, chúng ta bắt đầu học Phật thì chúng ta cũng phải lấy cái thân của mình để làm cái cảnh đối tượng để mà tư duy quán chiếu, để mà nhận xét, gọi đó là quán, quán thân. Thì cái câu thứ nhất là thân này bất tịnh Phật hay ngoa. Chứ bất tịnh đây là Phật tử để ý, các Phật tử gần xa để ý. Chứ bất tịnh này nó không có nghĩa là không sạch, không nghĩa là không sạch là dơ, không phải vậy. Cái nghĩa đó là cái nghĩa rất là thấp thoái của trần tục. Cái chữ bất tịnh ở đây mà trong đạo Phật dạy đó, thân này bất tịnh thật hay ngoa đó, cái chữ bất tịnh đây có nghĩa là tám chữ bất. Chữ bất tịnh đây nó có tám chữ bất, là bát bất, bát bất dập dùi thân khẩu ý. Bất bất đó là tam chữ bất, đó là bất nhân, bất nghĩa, bất lương, bất chánh, bất an, bất bình, bất mãn, bất như ý. Thông thường là chúng ta hàng ngày sống cái thân này mà sống ở trong cái cuộc đời này đó thì luôn luôn là bị bắt bất nô gần hàng. Chúng ta sống trong cuộc đời này là luôn luôn bị bắt bất, tám chữ bất đến nó hoành hành thân khẩu ý của chúng ta. Hằng ngày chúng ta có thể là người bất nhân, mà bất nhân thì không lợi cho người khác rồi, nhưng mà đối với mình cũng không lợi. Mình làm ăn kiểu nào đó mình được mà người ta mất, mình mong được lợi cho mình mà hại cho người, và tham công cướp việc của nhiều người. Cũng như ở Việt Nam mà không ra đây thì ở tỉnh Biên Hòa đó có cái tiệm đó, cái nhà đó mở ra cái chỗ mà nuôi nuôi dạy kêu bằng nít đó, nít kêu bằng gì, mẫu mầm non, dạy cái lớp mầm non mẫu giáo. Ủa chú cha, Sài Gòn ấm rài cũng có một chỗ ở Biên Hòa, một chỗ cụ thể là nuôi nít. Và nít thì đương nhiên là nó ngu rồi, nó là anh Duy Hạnh, nó biết gì. Cho nên là hoặc là nó khóc, hoặc là nó hay phá, hoặc là nó hay đại tiểu bất bình thường không giữ ý mình đó, đánh quá trong TV chiếu rồi thấy cái bà đó, cái cô đó đó, cô đánh dữ quá. Rồi có một cái lần nọ thì tôi có đọc báo tôi thấy đó, chứ còn đọc báo nghe chứ là mình không có thấy, là cái cô già trẻ đó lấy, nó khóc nó la xì sao đó, rồi lấy cái băng keo đó dán cái miệng nó, dán miệng nó cái dán sao đó mà trúng lỗ mũi hay sao đó, nó ngột rồi nó chết, cái đưa ra tòa. Thế thì bác bất thì trong đó có cái bất nhân là vậy đó. Rồi còn ở ngoài Hà Nội đó có một cái người đó, vợ chồng ông bà đó nghe nó cũng giàu có khá lắm đó, mà là bán cái tiệm phở cũng có nổi tiếng đó. Vậy mà bắt
bắt là mua kiểu nào đó một đứa trẻ em nhỏ đâu hồi 6-7 tuổi mà nuôi cho tới hơn 10 năm sau, tham công cướp việc hành hạ đánh đập với cái em bé đó cho tới khi mà nó có người mà giúp đỡ để nó thoát khỏi cái dòng dây đó, báo cho chính quyền biết đó, thì đem cái nhà đó ra đưa ra tòa án là kêu án là tù tội bao nhiêu đó thì tôi không nhớ rõ, nhưng mà cái em nhỏ đó nó lớn lên cả hơn 10 năm nó mới được giải cứu trong cái xích xiềng nô lệ bất nhân của cái người chủ quán là chủ quán phở. Thế thì là con người của chúng ta là luôn luôn là nó bất tịnh, là nó gồm có bất nhân là vậy đó. Rồi bất nghĩa là có những cái nhiều người mà ăn ở không có nghĩa. Miệng thì nói tốt, nói lành, mà tâm thì là âm mưu thâm độc. Cho nên là trong cái bài thiền trà của tôi nói đó, tôi có nói là phải là cảnh giác mạnh những kẻ tâm xà khẩu Phật. Những người tâm xà khẩu Phật là những người đó bất nghĩa lắm. Bên ngoài là thân thớp nói cười, nói mình là lành, mình là làm tốt, mình hứa hẹn đủ thứ, nhưng mà tới chừng mà được việc rồi đó thì chỉ vì cái lợi của mình có thể cướp giật công lao của người khác. Cho nên những người đó là những người bất nghĩa. Bất nghĩa và nó đi đôi với bất lương. Bất lương là cái tâm của mình không có lành. Vì cái tâm không lành đó cho nên mới làm việc sai trái, tước đoạt cướp giật, gọi đó là người bất nghĩa. Thế thì bất nhân là bất nghĩa, là bất lương nè, bất chánh nè. Nó là một họ với nhau. Nó là một loạt, bất nhân, bất nghĩa, bất lương, bất chánh là một loạt bà con với nhau, một họ với nhau. Rồi bất an nè, hết phần nhiều là người bất nhân, bất nghĩa, bất lương, bất chánh là người đó bất an. Cuộc sống không có an ổn được. Lương tâm, lương tri nó cắn rứt. Dù người ác cỡ nào, hung dữ cỡ nào cũng có những giờ phút ngó lại, suy nghĩ lại việc làm, lời nói, dễ nghĩ của mình. Thì khi mà suy nghĩ lại đó thì họ lại sinh ra đau khổ. Người ta gọi đó là lương tâm cắn rứt. Thành ra thêm một chữ bất nữa là bất an. Và ngoài cái đó, ngoài năm chữ bất ra, nó còn cái bất bình và bất mãn. Bất bình, bất mãn. Những cái người bất lương, bất nghĩa, bất nhân, bất chánh như vậy là luôn luôn là cái tâm trạng của họ sống ở trong bất bình và bất mãn, không bao giờ bằng lòng. Bất bình là không bao giờ bằng lòng. Chửi bới, ganh đua, phân biệt, trách cứ. Bất mãn là không bao giờ mình là đầy đủ. Không bao giờ đầy đủ. Tham lam vô độ. Tham muốn vô độ. Tham danh vô độ. Tham tài vô độ. Tham sắc vô độ. Tham dục vô độ. Thì đây gọi là người bất mãn. Bất mãn là không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ bằng lòng cái đã có của mình. Và cuối cùng những cái đó là cái bất như ý. Nó bất lương, bất nhân, là bất nghĩa, là bất lương, là bất chánh, là bất an. Thì nó đi tới cái chỗ bất bình, bất mãn và bất như ý. Thế thì là cái người mà bị tám cái bất đó, tám cái không làm cho mình an lành được đó, thì gọi đó là bất tịnh. Cộng lại tám chữ bất đó nó thành ra một chữ bất tịnh. Cho nên chữ bất tịnh ở đây thì Phật tử cũng nên để ý đó. Hồi xưa tôi còn nhỏ, ông già tôi ông tụng kinh dữ lắm, ông lại dữ lắm. Mà thí dụ như những cái ngày mà tôi có mấy người chị đó, những người chị tôi mà có tới cái ngày mà là bất tịnh đó, cái chữ bất tịnh là trong chùa dùng để chỉ cho cái ngày mà mỗi tháng cái người bên phụ nữ là nhất định là có một cái ngày đó,
cái ngày đó là cái ngày mà nó già, nó xả ra những cái chất dinh dưỡng thay vì để nuôi con mà người đó không chưa có thai, chưa có bầu, thì cái chất dinh dưỡng nó được thải ra, thì ta gọi đó là kinh nguyệt. Mà cái ngày đó đó thì không cho đi ngang trước bàn Phật hay là bàn ông bà cũng không cho. Còn cái ngày đó mà nấu cơm á thì bỏ gạo vô nồi lấy cán gáo quậy 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 chứ không có được thò tay để vào cơm. Họ cho rằng là cái ngày đó là cái ngày bất tịnh, nghiêm khắc vô cùng. Và ngày đó là ở quê hồi xưa đó, thì lấy cái ngày mà thấy mà mấy chị mấy cô mà mặc cái đồ mà rách rưới không được sạch á là biết cái ngày đó, cái ngày đó của các cô các bà rồi đó. Thế thì là quan niệm hồi xưa đó nên chỉ bất tịnh là vậy đó, hoặc là cứng đái thì có người hồi xưa người ta sợ dữ lắm, gọi đó là bất tịnh. Nhưng mà thật sự thì là đối với đạo Phật là những cái đó bình thường, những cái đó bình thường, không có gì ghê gớm cả. Cái đó chỉ cần một thùng nước hoặc là cái vòi nước. Ở thành phố bây giờ thì cái vòi nước là rửa là rột là nó sạch ngay, và cần thêm xà phòng tốt, mùi hương vô, thì cái bất tịnh đó nó trở thành hoàn toàn là không có gì đáng sợ. Đó là cái nghĩa của chữ bất tịnh của người bình dân, đừng sợ cái đó. Cho nên là đời nay mà đời nay là các vị nữ tu á, cái ngày bất tịnh của người ta đó nó không có khắt khe, không có sợ như hồi xưa nữa. Bởi vì một là thời đại văn minh, người ta tổ chức, người ta trang bị cho cái việc đó để cho các bà các cô đó rất là gọn ghẽ và sạch sẽ. Và nếu như nó có lỡ nó không gọn ghẽ lắm đi nữa cũng đừng vì đó cho cái đó là bất tịnh. Mà cái chữ bất tịnh của đạo Phật là phải tránh những cái điều mà như vừa nói, bất bất là bất nhân, bất nghĩa, bất lương, bất chánh, bất an, bất bình, bất mãn và bất dị. Thế thì thân của chúng ta có những cái điều đó. Vì vậy mà Đức Phật dạy là phải quán thân để cho thấy được cái tâm bất tịnh của cái thân này. Những điều bất đó nó ở trong thân, nhưng mà nó trong thân ấy, thì trong thân nó có hai phần. Một phần là bất tịnh bằng là những cái vật dơ dãi bên ngoài, thì như vừa nói đó, cái đó rửa chỉ cần là nước, chỉ cần xà phòng là nó sạch thôi. Còn cái bất tịnh này là bất tịnh của tâm mới là cái đó ghê gớm. Bởi vì một con người nó có hai phần, một phần là thân, một phần là tâm. Mà phần thân thì không đáng sợ, bất tịnh của thân không đáng sợ, tắm rửa là hết. Bất tịnh của tâm thì tắm rửa cũng không hết. Xà phòng, dầu thơm cũng không hết. Đấy là, thế thì là thân này bất tịnh Phật hay hoa. Thế thì mình nghiên cứu về bát bất thì mình thấy là thân này có rõ ràng là không sạch, bất tịnh. Thế thì mình thấy rõ là bất tịnh là thật rồi đấy. Thân có thể dính đồ dơ, đồ hôi, đồ thối, đồ tanh. Thế thì thân có thể là bất tịnh rồi. Còn tâm thì nó có bát bất, tám cái bất đó, nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho con người không bao giờ có sự an lạc. Đó là cái sự dơ dãi, nhơ bẩn, đau khổ của kiếp con người. Thế thì bất tịnh là thật. Nếu mình chấp nhận, mình tư duy, mình quán chiếu thì mình thấy Phật dạy thân bất tịnh là điều có thật.
tam khổ bao vây mạng sống ta. Ngoài cái bát bất ra, nó còn tam khổ. À, trong cái pháp tu mà Đức Phật dạy đầu tiên cho năm anh em ông Kiều, nhớ ông Kiều Trần Như đó, nó gồm có tam khổ. Và từ tam khổ nó sinh ra bát khổ. Và từ bát khổ đó nó lại nhân ra thành vô lượng khổ. Thế thì tam khổ, bát bất và tam khổ chính là cái đối tượng thiền, tư duy quán chiếu của hành giả tu học về thiền. Thế thì các vị biết đó, lần đầu tiên Đức Phật nói cho năm vị tỳ kheo biết, con người ở trong cuộc đời, thế thì con người nó có những cái điều gọi là khổ khổ. Một cái khổ thứ nhất gọi là khổ khổ. Rồi cái khổ thứ hai là hành khổ. Khổ khổ là cái khổ của con người. Cái khổ thứ hai là hành khổ. Hành khổ là nó chi phối, nó tác động cả con người lẫn cả cảnh giới. Rồi cái khổ thứ ba là hoại khổ. Hoại khổ nó cũng là chi phối cả con người và cả là cảnh giới. Nói cách khác là hành khổ và hoại khổ đó, nó chi phối, nó tác hại cả nhân sinh và vũ trụ. Riêng về cái khổ khổ đó thì nó chỉ tác hại, nó hoành hành chỉ cho những loài động vật, mà trong đó động vật cao cấp là con người. Thế thì khổ khổ là gì? Ba cái món khổ đó, trong kinh điển thì chia ra ba món khổ đó là ba món khổ bao quát phần lớn nó bao quát ở trong ba món khổ đó. Còn các cái thứ khổ khác đó, nó là họ hàng, nó là từ ba món khổ lớn đó mà nó nhân ra, thành ra là tám khổ, rồi nó thành ra là 84,000 tầng lao khổ. Mà cái gốc của nó từ ba món khổ là khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Khổ khổ là gì? Khổ khổ đây là như tôi vừa nói, cái khổ này là đặc biệt chỉ cho cái khổ của loài động vật cao cấp là con người. Khổ khổ đó tức là khổ thân và khổ tâm. Chỉ có con người là có cái điều kiện mà chịu khổ đủ hai cái món đó, tức là khổ thân và khổ tâm. Các cái loài động vật khác, trâu bò heo chó thượng cầm hạ thú, có khổ thân, mà dường như chứ mình không phải là thứ, mình không phải là nó, cho nên mình không có xác định rõ được. Dường như nó không có khổ tâm bao nhiêu. Dựa vào đâu mà biết? Thí dụ các vị mà để ý, cho nên mình tu thiền là mình nhìn đâu mình cũng phải thiền, mà mình nghe cái gì mình cũng phải thiền, mà ngửi cái gì mình cũng có thể là thiền, xúc cái gì mình cũng có thể là đề tài tham thiền, và nhận thức cái gì cũng có thể là tham thiền. Tôi vì đâu mà tôi nói rằng là mình có thể biết là những cái loài thượng cầm hạ thú nó không khổ tâm? Đây, chính tôi trên con đường của tôi đi làm việc hàng ngày đó, tôi đi ngang qua cái lò sát sanh của ở đồng quê, người ta mua bò về một lần cả chục con, năm bảy con, chục con, có khi hơn nữa, người ta nuôi đó.
rồi ta thả cho đi ăn, rồi về rồi thì ta cột nó dài 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 trong một cái sân đó. Rồi có lúc ta cắt cỏ về ta thải vô cho nó ăn ở tại chỗ ban đêm, để cho nó, ta gọi là gỗ béo. Gỗ béo để vài bữa ta làm thành chứ không phải là thương hiệu gì. Nhưng mà cái lò sắt xanh thì gần đó, mà mỗi một ngày họ có thể họ hạ sát một con bò, có ngày hai con bò, và những cái đùi bò, những cái đầu bò, những cái sườn bò họ treo dòng dọc dài cái quán của họ. Mà những con bò ở gần bên cái sân cỏ mà họ ném cỏ cho ăn đó, nó vẫn cứ ngẩn là thản nhiên, vẫn ngoắt đuôi rồi vẫn hô kêu bò ôm vậy, rồi ăn cỏ tự nhiên, rồi ngoắt đuôi thoải mái vui vẻ tự nhiên, thậm chí vẫn chơi tự nhiên. Nên nếu như mà nó mà thật sự mà nó biết khổ tâm ấy, thì nó nghĩ rằng là thôi bây giờ không thèm ăn cỏ nữa làm chi nữa, ăn rồi cũng bao lâu chết, mà nếu có ăn thì đói quá khó chịu ráng ăn đi nữa chứ cũng không vui sướng gì, thành ra cũng chẳng có mắc đuôi và cũng chẳng có giỡn cợt gì với những con bò khác để làm gì. Nhưng mà thật sự nó không hề có buồn. Thì căn cứ đó mà suy ấy, thì chúng ta thấy rằng là cái con bò, con trâu, các cái loài súc vật cũng như nói chung là thượng cầm hạ thú, nó có thể bị khổ thân nhưng mà nó không có khổ tâm. Mình có thể suy nghiệm biết gì thế. Chỉ có con người là động vật cao cấp, cho nên con người phải lãnh đủ hai cái chữ khổ khổ. Có nghĩa là khổ thân là nghèo cực, khổ thân đã đành. Mà có khi giàu có bạc tỷ, tỷ tỷ chứ không phải là tỷ không, mà vẫn khổ tâm như thường. Thí dụ như những ông tổng thống, theo tôi thấy ra thì ông tổng thống George W. Bush bây giờ đó, thì ông tổng thống Hoa Kỳ ấy mà, hiện giờ là ông đó là tiền của đó, danh phận đó, địa vị lớn đó, nhưng mà bị quánh cái trận Iraq, Afghanistan rồi bên Iraq rồi đó, rồi bây giờ còn có ý nghĩ là muốn chơi với Iran nữa đó. Thành ra là mình thấy rõ là ông tổng thống đó lo lắng vô cùng và khổ sở vô cùng, bởi vì trong quốc hội thượng nghị hạ nghị đó họ đồng ý, có cái đồng ý, có cái họ không đồng ý, rồi mình phải phủ quyết, rồi mình phải chịu thua. Nó làm cho thân thì không khổ mấy mà tâm thì khổ vô cùng. Ngược lại giống như thượng cầm hạ thú, mà như những con bò, con trâu mà người ta sắp sắc sinh, thì nó lại tâm và thân, tâm thì không hề có khổ mà thân khổ. Thế thì trong các cái loài động vật đó, nó có nhân loài hai cái chữ khổ khổ đó. Có nhân loài thì khổ tâm nhiều, khổ thân ít. Có những loài khổ thân nhiều mà tâm hình như không có khổ. Thế thì hai cái chữ trong ba món khổ đó, là hai cái chữ khổ khổ đó, là để chỉ cho cái khổ thân và khổ tâm của những loài động vật cao cấp. Phân tách ra thì của những loài động vật cao cấp. Thế cái khổ thứ hai á là hành khổ. Chữ hành đây á, chữ hành có nghĩa là sự chuyển biến. Mà trong triết học Marx Lenin ấy, người ta dùng cái trong đạo Phật gọi là sự chuyển biến, sự thay đổi. Trong triết học Marx Lenin cái lúc nọ tôi học đó, thì người ta dùng cái chữ vận động. Chữ đó cũng hay. Vận động có nghĩa là sự vật không có lúc nào nó dừng nghỉ, nó đứng yên, mà luôn luôn là chuyển biến, là thay đổi.
Thành ra chữ vận động nó cũng có nghĩa là chuyển biến, là thay đổi, là xê dịch, giống như cái từ mà của Phật giáo dùng xưa nay. Nhưng mà cái thằng Bác Lê nó dùng chữ vận động. Tôi thấy chữ đó hay. Chẳng hạn như vận động trường là gì? Vận động trường là cái sân đá bóng, cái sân để có thể đá bóng, để có thể tập thể dục, để có thể thao tác. Mà nó ngang là vận động trường là cái chỗ để đá bóng. Đá bóng từ trong quốc nội cho tới quốc tế. Thì mời lại cái sân đó mà vận động. Người ta gọi là vận động trường. Ở thành kia là cái chữ mà hành khổ đây là chỉ cho mọi sự vật hiện tượng, động vật, thực vật, khoáng vật đều có sự vận động, đều bị cái sự đều chịu cái sự thay đổi, xê dịch, biến chuyển, chứ không có một sự vật nào đứng yên. Đó là ý nghĩa của chữ hành khổ. Do vậy mà con người, đạo Phật dạy rằng con người cũng như thế giới. Kinh Bát Đại Nhân Giác dạy rằng thế gian vô thường. Trong cõi đời này tất cả đều là nói chung, động vật, thực vật, khoáng vật gọi chung là thế gian, đều là vô thường, đều là bị vận động, đều là bị chi phối bởi vì con người là sanh, già, bệnh và cuối cùng là chết. Vì bình bàn ly tấp, nhà cửa, sự vật, đồ gia dụng, vật dụng thì luôn luôn chịu sự vô thường chi phối của sanh, trụ, dị, diệt. Và cái quả cầu, cái thế giới, quả địa cầu mà ta đang sống, đang sinh hoạt, nó rộng hơn nữa là cả cái vũ trụ cũng đều bị biến chuyển, sinh diệt, thay đổi, vận động qua bốn cái giai đoạn gọi đó là thành, trụ, hoại và không. Cho nên có những hành tinh thiên thể mà có thể nó đụng cái này đụng qua cái kia là bể nát rồi. Từ cái có rồi trở thành cái không đó. Thành trụ hoại không là vậy đó. Qua đi cầu của mình đó thì nghe các nhà thiên văn, các nhà bác học, người ta nói rằng là có những cái sao gì đó nó sắp đụng vô một cái kinh, một cái là bể ngấu ra, cái là mình biến thành là bột đó. Nhưng mà rồi họ cũng dùng cái quả tiễn tầm dẫn nhiệt đó, họ bắn như sao đó thì làm cho cái hơi nóng của quả tiễn này nó kéo lệch cái đường đi của cái thiên thể, cái hành tinh đó. Cho nên là nó chưa đụng, chứ lớn quá là nó đụng một cái kình vô cái là cái quả địa cầu của mình so với các thiên thể hành tinh khác nó của mình nhỏ hơn nhiều, cho nên đụng vô cái là của mình thành tro hết. Chừng đó thì gọi là không nữa, tạm biết hết. Thế thì cả quả địa cầu này cũng ở trong cái sự chi phối, sự vận động, sự biến chuyển của thành trụ hoại không. Đấy, thế là hành khổ là vậy đó. Là nó do vậy mà thế gian là vô thường, cõi nước tạm bợ. Còn cái thân tứ đại này là thân của ấm này là vô ngã. Vô ngã vì là vô ngã cho nên nó cũng chịu cái sự chi phối vận động của sanh già bệnh chết. Chịu sự chi phối của thành trụ hoại và không. Thế thì là cái khổ thứ hai á, là hành khổ là vậy đó. Mà cái này mình phải lấy nó, lấy cái lời dạy của Phật. Phật dạy là trên cõi đời này nó có ba điều khổ. Một là khổ khổ, hai là hành khổ. Rồi mình ngồi thiền, thiền đây cứ ngồi thiền hoặc là hành thiền, hoặc là năm thiền. Có lời dạy của Phật nói rằng con người, loài động vật cao cấp là khổ khổ, còn cái sự vật hiện tượng là hành khổ. Có không? Có thật bằng qua cái nhận thức, qua cái nhãn quan của mình, qua cái tư duy quán chiếu của mình, coi có Phật dạy nói con động vật cao cấp là khổ khổ,
còn mọi sự vật cái đều là bị cái luật vô thường nó chi phối để vận động, gọi đó là hành khổ, có không? Sự thật có phải vậy không? Thiền là vậy đó. Và cái khổ thứ ba đó là hoại khổ. Mà hoại khổ tức là hoại, tức là sanh mệnh, là tan nát, là tiêu điều. Như tôi vừa nói đó, cái quả địa cầu mà nếu mà nó đụng với một cái hành tinh, một cái siêu thể khác thì nó có thể bị tan nát, bị tiêu điều. Còn nói gần đây là chẳng hạn như Indonesia, là Ấn Độ, là Thái Lan, cái trận mà động đất sụp đất vừa rồi đó, trận động đất và sụp đất vừa rồi, mà cái năm vừa rồi đó, thì gần đây đó tôi không nhớ là ngày tháng là bao nhiêu, nhưng mà cái điều đó thì báo chí cũng như là tin tức truyền thanh truyền hình trên thế giới đều biết là nó chết cả bao nhiêu chục triệu người, rồi nó sụp mà là bao nhiêu trăm ngàn mẫu đất gì đó, mình không có đo đếm rõ, nhưng mà là phải nói là hải hùng ghê gớm, chết ghê gớm, sụp đất ghê gớm. Và còn sau đó bị ảnh hưởng dài. Thì đó là cái không của nhỏ nhỏ mà nó vậy đó. Còn nói hẹp hơn nữa là ở Việt Nam mình á, có những cái đồi núi mà trên con đường đi từ Nam ra Bắc á, có những lúc mà nó sụp núi, nó làm cho là mất nhà, mất cửa nếu ai ở trên những cái đồi đó. Và những con đường là quốc lộ vậy mà nó có thể làm cho bị tiêu hoại đi, trở thành là bế tắc đi không có được. Muốn đi được là phải sửa trở lại. Thế thì là ba cái khổ lớn đó, là vậy đó. Khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Lấy cái đó làm cái đề tài để tư duy, để quán chiếu, để nhận thức bằng cái nhãn quan, bằng cái sự tư duy quán chiếu của mình. Tu tập như vậy gọi đó là tham á. Nương vào những cái đối tượng như vậy để mà tư duy, để mà quán chiếu, gọi đó là tham thiền. Tham thiền tức là tu bằng cái cách tư duy. Tham thiền cũng gọi là tỉnh lự, tư lự trong những cái giờ phút tâm thân yên tĩnh để nhận thức, để đánh giá một sự vật, coi lời kinh Phật dạy vậy mà đúng hay không, nhận thức coi sự thật của cuộc đời có như lời dạy của kinh của Phật dạy hay không. Làm cái việc đó, người đệ tử Phật làm cái việc đó gọi đó là người tu thiền, và là người đó là người có học tu thiền và tham thiền. Chứ có những cái thiền đường này dạy tham mà bắt ngồi không đó, tôi nghe cái đó mình không có bằng lòng. Văn như tư như tu là cái lối tu thiền đó mình không có bằng lòng. Và có những Phật tử là học và để mà thi ngồi thiền, để mà thi ngồi, chứ ngồi thiền là không có thi ngồi. Ban đầu á thì người ta tự thỏa mãn với cái là ta ban đầu ta ngồi nó đau cái chân ghê lắm đó, ngồi một kia mà ngồi kiết già đó, hai cái chân kéo với nhau đó. Người ta nói nó ban đầu nó đau ghê gớm lắm, nhưng mà rồi người ta khắc phục rồi ta lấy giải, lấy khăn ta độn lần lần vậy, một tuần, hai tuần, ba tuần, cái chân nó dẻo rồi, giống như tập thể dục rồi nó phải dẻo thôi, gân cốt xương của mình nó dẻo lần lần cái này ngồi nó bớt đau rồi tới đó hết đau. Hết đau cái gì là tập ngồi nửa tiếng mừng quá, khoe khoang với thầy với bạn đó rằng tôi giờ tôi ngồi thiền lần được nửa tiếng mà không thấy đau. Rồi lần lần cái tập lên ngồi một tiếng mà cũng không thấy đau, mừng quá ngồi 2 tiếng để báo cáo với thầy rằng hôm nay con tập ngồi được 2 tiếng mà không thấy đau, không thấy mỏi. Chứ thì cái việc đó mình cũng không chê trách gì, tập ngồi được như vậy là tốt. Nhưng vấn đề là cần phải đặt cái đối tượng tham thiền năng sở phải phân minh,
phải đặt cái đối tượng sở thiền, và phải đặt cái tâm trí của mình lúc đó mình là năng thiền. Năng thiền sở thiền phải phân minh, tư duy quán chiếu rõ ràng để nhận thức, để đánh giá bằng cái nhãn quan trực tiếp của mình so với lời kinh ý Phật dạy. Được như vậy gọi là cái người thanh thiền có hiệu quả, thanh thiền tốt đó. Thế thì cái lần dạy đầu tiên là Đức Phật nêu ra tam khổ cõi đời là vậy đó. Các thầy tỳ kheo, cõi đời là vậy đó. Từ vũ trụ tới nhân sinh, mà trong đó loài động vật cao cấp là con người, đều bị cái luật vô thường sinh diệt là khổ khổ, hành khổ và hoại khổ, nó chi phối, nó hoành hành, nó tác động toàn bộ hữu tình và vô tình, nó hoành hành, nó chi phối, nó tác động toàn bộ hữu vi và vô vi. Xin lỗi, ở đây là nó tác động hữu vi, và cho hữu vi, vô vi là nó không tác động được. Vô vi thuộc về bản thể rồi thì nó không bị khổ khổ, hành khổ và hoại khổ chi phối tác động được. Là con người, vũ trụ và nhân sanh thì là hữu vi pháp đều bị chi phối bởi bị tác động, bị chi phối bởi là ba cái thứ khổ: khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Như thế các thầy tỳ kheo nên biết như thế, nên nhớ như thế. Từ cái giáo lý là khổ đế, Đức Phật chỉ ra ba cái khổ lớn đó, rồi từ ba khổ lớn đó nó duyên khởi, nó tác động ra thành ra tám cái khổ nhỏ, đó là sanh khổ. Cuộc đời này là mình sống trong cuộc đời này mình có khổ đó chứ. Mà có người nào mà không thấy khổ đó là tại vì không có tư duy, không có quán chiếu đó. Tôi nói xin lỗi, đây là mình ví dụ thôi. Cũng như là những cái con bò mà tôi nói hồi nãy đó. Nó ở trong một cái bãi cỏ đó, nó ăn cỏ chỗ đó, rồi kế đó, rồi là mà treo giò bò, sườn bò, đầu bò nhõng nhẽn vậy đó, mà nó vẫn đứng gần bên đó, nó ăn cỏ, nó vẫn quắt đuôi, nó vẫn cọ sát nhau đó. Thì mình thấy là cái đó tại vì nó không có trí, cho nên nó không thấy khổ. Thành ra ở trên cõi đời của chúng ta, mà nếu mà chúng ta không có để ý mà tư duy và quán chiếu đó, thì chúng ta cũng vẫn tưởng rằng mình không có khổ. Chứ mà sự thật là mình có khổ đó nha. Mình bị khổ khổ, có. Mình bị hành khổ, có. Mình bị hoại khổ, có. Nhưng mà nếu mình không có người hướng dẫn, không có thiện hữu tri thức, thì mình nghiễm nhiên mình thấy như mình không có khổ vậy. Chứ kỳ thật là có đấy, ai cũng có hết. Đức Phật nói cõi đời này hữu tình, hiện tượng vạn pháp đều bị ba cái khổ đó chi phối hết. Thì nếu mà chia đem ra chia sẻ nhỏ đó thì là về động vật cao cấp là con người đó, thì có bốn cái khổ là khi sinh ra. Khi sinh ra đã có rồi. Mà ông Như Hầu Nguyễn Gia Thiệu mà dùng một cái đoạn một đoạn thi ca đó, tôi thuộc tôi hoài, tôi nhớ hoài, bởi vì nó ăn với cái ý tứ của đạo Phật, thành ra tôi rất là dễ thuộc. Sanh khổ, sanh đây là nó có hai nghĩa: một là mới sinh ra, hai là sinh hoạt để sống còn trong mấy mươi năm của kiếp con người. Trong đạo Phật gọi là sanh khổ. Thì khi mới sinh ra đó, thì ông Như Hầu nói như thế này đó: hèn gì khi mới sinh ra đã mang tiếng khóc, thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Khóc gì nổi thiết tha sự thế, ai bài trò bãi bể nương dâu, trắng răng đến thổi bạc đầu, tử sanh kinh cụ làm nao mấy lần.
cuộc thành bại hầu cằn mái tóc, kiếp cùng thông như đúc buồn gan, bệnh trần đòi đoạn tâm can, lửa cơ đốt ruột giao hàng cắt giá. Quốc Vinh Lợi bùng hoa sắc sáng, mặt phong trần nắng nóng buồn dâu, nghĩ thân phù thế mà đã bỏ trong biển khổ đèo màu đốn nhau. Ngồi cục lũy lữ tê tâm khổ, đường thế đầu khóc lỗ hình khu, không còn cửa bể nước do, thức thiền tạo ảnh lô xô gặp gần. Lời dân dân và dân dân ông Như Hồng với cha thiền tả cái nỗi khổ của cái con người rất là chính xác. Thành ra là sân khổ là ngay đã sân ra là khổ. Và cuộc sống của con người nó vẫn cứ rất là khổ, và đây là sân khổ. Rồi lão khổ, lão khổ là già đã cũng biết, mà dường như nói già chứ còn thật sự là theo tôi biết kinh nghiệm bản thân cũng như tôi nhìn thấy xung quanh đó mà, là quá 40 tuổi là bắt đầu khổ rồi. Chẳng hạn như tôi là thuộc về là cơ địa tốt rồi, là ngũ quan thức chi là thuộc về cái thành phần khác, cho nên năm nay là tôi tới hơn 80 rồi mà còn được gì là thuộc về thành phần là cơ thể cơ địa tốt. Vậy mà 40 tuổi là con mắt mờ rồi, đọc báo đọc chữ là phải đưa xa hơn cái tầm nhìn bình thường, và 41 tuổi là phải mua kính là không độ 75 mà đeo, không mang kính là đọc báo đưa thuốc là thẳng tay rồi mà cũng còn chưa thấy, bởi vì cái tuổi lớn là con mắt nó thấy lần lần, nó đưa ra xa nó mới thấy, chứ đưa gần nó không thấy, đưa đúng cái tầm cỡ như là ba tấc bình thường hồi còn trẻ nó không thấy, phải đưa ra xa, rồi đưa xa hết tầm tay rồi nó cũng không thấy, một lần là phải mua cái kính nghĩa là 0.75 độ. Đó là mắt bình thường, còn mắt mà có yếu kém mà là sử dụng thái quá đó thì nó cận thị rồi không tới 40 nữa, 12, 14, 16, 18 thì đều có thể bị mang kiến cả, nó thuộc về bệnh. Thế thì là cái cuộc sống là 40 tuổi là bắt đầu khổ. Đó là nói về cái người bình thường. Rồi thì mang kính từ 2 độ, 3 độ, 4 độ, cho tới nghĩa là độ không còn mang độ được nữa. Thí dụ như tôi đây thì phải xài cái kính lúp, mà kính lúp cho tới bây giờ là giờ rất là khó. Còn viết lắp ít, rồi coi ít là bằng kính lúp, chứ mà coi nhiều không kịp, coi không kịp, đọc không kịp và không thấy rõ. Thế thì ngay lúc sinh là đã khổ rồi, còn già thì còn nói gì nữa. Già thì có bà già, bà ấy gặp tôi khen tôi nói bà, nhìn bà hỏi bà năm nay nghe kỹ bao nhiêu, bà nói 87. Tôi khen tôi nói bà 87 mà vậy là bà bớt quài qua mặt tôi rồi, tôi là 80, 81 đây thì trở về đây mà còn bà 87 là bà qua tôi rồi, bớt quài qua mặt tôi. Bà ấy nói tôi coi vậy chứ nó còn cái phọt không chứ hắn không có ngon lành nữa đâu. Tôi cười quá trời quá đất, tôi nói trời ơi, bà già mà cũng còn nói tiếng Tây nữa chứ, bà còn cái phọt thôi đó. Bà còn cái phọt thôi thì tôi chắc là cũng còn cái xác thôi đó. Tôi chưa bằng bà được. Thành ra là bà nói rằng là ăn nó cũng ngon rồi, rồi ngủ thì nó cũng không ngon, nhưng mà còn ăn được ngủ được cho nên nó mới còn tới 80 mấy tuổi đấy. Chứ còn có người là ăn ngủ không được rồi nó chết đi rồi 60, 61, 62, 70 rồi. Cho nên già là khổ.
Mà theo kinh nghiệm bản thân thì tôi cũng thành thật mà nói. Nói có người ta nói mình là bi quan, là yếm thế gì đó. Chứ còn sống kia sống thọ quá, không thích. Theo tôi học Phật á, tôi luyện cái tư tưởng vô thường, sinh trụ dị dục nhiều quá, thành ra đời đối với tôi là sắc thọ lắm, tôi không thích. Nhưng mà theo giáo lý đạo Phật thì nếu mình có ý niệm không thích, có nghĩa là mình thích cái gì đó, có cái thích, là mình cũng vẫn chưa phải là cái người học đạo hành đạo chân chính và đúng đắn được. Do vậy cho nên là phải quán chiếu lại, dù không thích cũng không được nói. Mà nói ra người ta phê bình là mình phải thua đó, không được nói không thích, dù là mình không thích. Chứ thật sự là tuổi lớn không thích, già khổ chân cẳng đi được đó cho mà yếu đó. Con mắt mình nhìn nó không có rõ đâu, nó không có to đâu, đa số là vậy hết. Thành ra là bà cụ mà nó bắt đầu cái thọt không, là tôi nghĩ cái đó là đúng đấy. Cái là già là khổ. Rồi còn bệnh nữa, bệnh thì nó lại khổ hơn già, nó không đợi 80, 70 gì cả. 15, 20, 30, 35, 40, 45, 50 gì đều là có khả năng bệnh. Tuổi trẻ mà 12, 13 tuổi mà bị nó mập phì ra cũng gọi là bệnh. Bệnh mập phì thì lớn lên mà ấm nhất ra thì cũng là bệnh. Vì thiếu dinh dưỡng, suy dinh dưỡng là ngũ tạng lục phủ hư hao, cho nên nó không trang trải những chất dinh dưỡng, thành ra con người nó ốm gầy cũng gọi là bệnh. Ngược lại mà nếu mà người mà mập quá trình quá độ, mập phải 80 cân trở lên cũng gọi là bệnh, thế thì chẳng có người nào sinh hơn. Có ai gần như là có bệnh hết, ít có người mà được thân tâm khinh an không bệnh, có nhưng mà nó đẹp. Thế thì là sinh khổ, bệnh khổ, già khổ, rồi cuối cùng là chết. Chết thì theo tôi biết nhiều người không hề sợ, nhưng mà tâm lý chung kinh nghiệm bản thân ngán cái lúc mà cái lúc mà cái hơi thở nó sắp là sắp lìa khỏi cái sắc thân, cái thần thức tôi lìa khỏi sắc thân, cái lúc mà hơi thở mà không còn thở được, cái lúc nó ngột vô cùng tôi thận. Mà kinh điển tả đó rằng là khi con người và khi mà cái thọ mạng mà nó bỏ cái thọ mạng đi đó, nó khổ giống như là người ta là từng con rùa mà ta để nguyên con vậy, người ta thò dao vô cái dao nhọn vô, người ta lấp xung quanh con rùa, ta lấy cái thịt rùa ra, rồi còn cái mai rùa đó người ta để về, ta ngâm nước cho sạch để cho con ta làm xe kéo chơi. Chúng cha ơi, nghe chúng ta thấy cái chấp lập thịt con rùa đó sợ quá, cho nên người ta sợ là ta sợ cái đau đớn đó, cái mà cái lúc mà thân và tâm tách rời ra. Chứ còn cái chết thì là thiết ra thì người ta có thể không sợ, người ta có thể chấp nhận không khó, mà khó người ta sợ là tại vì sợ cái lúc sắp chết. Cái gì là sanh nè, là già nè, rồi bệnh nè, là chết là khổ, đó là bốn món khổ. Ngoài ra còn bốn cái nữa cũng rất là cụ thể ta thường tiếp xúc ở trong cuộc sống của chúng ta, đó là cầu mất các khổ. Nó còn cái khổ gọi là cầu mất các khổ, mà cái người nào mà cầu mất các khổ đó mà quá quá mạnh quá nhiều thì người đó có thể thành ngạ quỷ. Gọi người đó là ngạ quỷ chứ không gọi là thành gì hết, nghĩa là nó cái tâm hồn của mình là ngạ quỷ. Bởi vì mình mong muốn nhiều quá, mình thèm thuồng nhiều quá, mình dục vọng nhiều quá mà không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ thỏa mãn, là cung cầu nó không đáp ứng cho nhau. Một cái bụng như cái dâm trống sống chứa cả chục khối nước, mà đổ nước vô thì cái lỗ đổ nước vô bằng cái lỗ kim, cái điểm tả như vậy thì làm sao mà đáp ứng được cái thèm khát của cái bụng.
cái cần tổ như thế thì làm sao đáp ứng được cái thỏa mãn của cái bụng. Thế thì cái người mà tham vọng vô độ, tham vọng quá sức, thì cái cầu bất khắc khổ đó nó tự biến mình thành ra chính mình là ngạ quỷ rồi. Còn nếu mà cái tham vọng mà còn có vừa hữu hạn á, thì cái người đó giàu cho có tiền lấy ở trong nhà đi nữa, người đó cũng không có hưởng được cái chút an lành, cái chút sung sướng nào trong cuộc sống. Đó là cái khổ thứ sáu thứ năm là tham muốn mong cầu không thỏa mãn, gọi là cầu không thành công. Cái khổ thứ bảy thứ năm được là cái khổ thứ sáu là ái dục ly hôn, sinh già bệnh chết cầu thành. Cái khổ thứ sáu là ái dục ly hôn, yêu nhau mà xa lìa nhau khổ lắm. Tôi nhớ có lần tôi nghe ai nói gì đó, cái câu đó tôi nghe cũng ngộ ngộ. Chim xa cảnh thương cây nhớ cội, người xa người khổ lắm người ơi. Đây là nói chuyện giữa, có lẽ là nói giữa cái tâm trạng của một cô một cậu, giữa người nam và người nữ. Nhiều lẽ là đó mà họ không còn được thân yêu nữa, nhiều lẽ là đó họ không còn gần gũi gặp gỡ nhau nữa. Tình cờ tôi nghe câu thấy làm sao nó nao nao, nó đậm đà làm sao. Chiến xa cảnh thương cây nhớ cội, điều đó có thể là tâm lý chung là vậy. Là nếu mà mình đặt vào mình là cái loài cộng đồng đó, là cũng có thể ở trong hoàn cảnh như vậy không sai. Chiến xa cảnh thương cây nhớ cội, người xa người khổ lắm người ơi. Giữa nam và nữ, giữa bạn bè thân thương yêu đương nữa, mà một lần nó xa kẻ nam người bắt kẻ sở người tình thì nó còn đau khổ nào hơn. Cho nên là ái dục ly khổ là ở cái chỗ nào là vậy. Ngoài ra còn cái phần tử điểm nữa, chim xa cảnh thương cây chứ mọi người xa người khổ lắm người ơi, đó là sanh ly chứ. Còn cái khổ tử điểm nữa, vợ chồng đôi bạn nhau mà 25 tuổi mà hai người đều vui vẻ làm ăn lên người, là kinh tế dồi dào, con cái quan hiền, mà lỡ mà không trong đó có một cái người mình vì cũng đã gì đó phải ra đi phải chết sớm, thì cái người còn lại cũng như cái người ra đi khổ biết là từ nào. Đó là cái khổ tử của mình. Chẳng nói chi một cha mẹ mà phải 60 tuổi rồi kia mà trong cái gia đình mà nó an ổn, mình kinh tế là dồi dào, mà cha mẹ phải 60 tuổi mà chết đi, mà ta gọi là về thân chẳng hạn, là phải quá rồi đấy chứ. Vậy mà con cái vẫn còn thương, cháu chắc vẫn còn thương. Thế thì người sao người khổ lắm người ơi. Tử điểm sinh lý là vậy. Đó là cái khổ, khổ ái biệt ly. Khổ ái biệt ly tương tự của tử biệt sinh ly. Rồi còn cái khổ thứ bảy là quán tâm hội. Quán tâm hội là những người mà mình không thể thương được, mà vô tình bắt buộc mình phải gần gũi, mình phải gặp gỡ. Mà một cái quái vật là chẳng hạn như là cái tình nghĩa vợ chồng, hồi mới yêu mới cưới là thương nhau lắm, mà tới chừng mà năm bảy năm mười năm rồi nó có cái bất bình bất mãn bất nghĩ với nhau rồi đó, thì ở chung nhau trong một ngày thì cũng thấy khổ lắm. Cuối cùng phải đưa ra tòa ly dị thì mới được nhẹ nhàng bớt vơi đi phần nào, nhưng mà đưa ra tòa ly dị thì nó quay cái phần muốn cái nổi, nó kết được cái phần ở chung nhau khổ gì ở chung nhau, nhưng mà rồi là cái khổ
rồi nó nhớ lại cái lúc yêu đương cái thằng trước đó mà, cho đi nó cũng bị dương vào cái khổ gọi là sân si. À cái gì là cái khổ ở quá xã hội đó mà có thắng ra được gì nữa, mình cuối cùng mình cũng không thành tựu dễ dàng gì. Dù là có ly dị được thì cái ly dị đó nó đỡ đi một phần bực bội quá tánh ở chung gặp gỡ mà cũng không dễ dàng gì. Nó nhớ lại những cái lúc yêu đương trước thì nó quẹo qua, nó mất mình nhiều cái khổ của mình là sinh yêu. Rồi cái khổ thứ tám đó là ngũ ấm sinh thần. Ngũ ấm sinh thần là cái thân của mình đây gọi là thân ngũ ấm, mà nó đòi hỏi mình đủ thứ. À, lúc thì sắc thân nó đòi hỏi, nó ốm yếu quá rồi, nó hèo quá thì mình phải đòi hỏi cho nó mập mập lên, cho nó lên cân, cho nó đẹp đẽ ra. À, hoặc là mình vừa rồi mà nó chạy nó lên cân mình đã bắt tám triệu kiếm, thế là gọi là sắc ấm chính thật, nó nhiều quá nó dư cân, không quá mập. Hoặc là có lúc mà thở ấm nó làm cho mình chịu đựng những cái việc mà bất bình bất mãn bất nghĩa bất lương bất nghĩa rồi vân vân, nó bắt được mình chịu cái đó nhiều quá, thành đây gọi là thở ấm. Rồi thở ấm sẽ thành là chẳng hạn như cái tuổi trẻ của mình là mình muốn gì tiền tài này, tưởng tượng gì tiền tài này, sắc dục này, danh vọng này, địa vị này, rồi tưởng tượng đến yêu đương nè, tương lai nè, sự nghiệp nè, à mình đã tưởng lắm rồi là tưởng lắm nên xíu nào không quá nhiều thì nó làm cho con người của mình cũng khổ dữ lắm. Rồi hành ấm nó vận động quá nhanh, cơ thể cơ địa của mình là nó chuyển biến không kịp mà nó thay đổi thì rồi nó có thể thay đổi mà nhanh quá, nó không phù hợp với điều kiện của thời tiết của sự phát triển của mình, nó cũng có thể làm cho mình đau khổ. Bởi vì hành động là gì? Hành động là cái sự chuyển biến, sự vận động của thân cũng như sự chuyển biến vận động của tâm, đó là nghĩa của chuyển hành. Chuyển hành là vận động, là chuyển biến, là suy nghĩ từ sát ra sanh diệt, và đó là hành động. Rồi thức ấm cũng vậy, thức ấm của mình nếu mà thức ấm mình nó tê liệt thì nó làm cho con người có thể là cái thấy không còn thấy chính xác, cái nghe không còn nghe đàng hoàng, cái ngửi cái nếm cái xúc cái biết là sáu cái nhận thức của thế giới quan mình là không còn trong sáng, không còn bén nhạy, không còn lanh lẹ như người lanh lẹ trong sáng bén nhạy bình thường. Ngược lại thì là có những người nó bén nhạy quá, nó bén nhạy quá nó phân biệt nhanh quá. Ví dụ như những người mà đam mê về một nghệ thuật, một văn học nào đó hoặc là văn chương nào đó, rồi thờ thẳng thẳng, rồi đam mê hết rồi nó thành ra là ta gọi là lãng phí, người ta gọi là nôm na thì gọi là biêu dữ. Ở cái ông đó, cái anh đó, cái cậu đó học hành quá rồi cái tự nhiên cái đó biêu dữ, cái đó là thức ấm cho sự thẳng đó, nó quá đậu, nó mất bình thường. Thế thì là tám cái khổ, từ ba cái khổ căn bản là khổ khổ thành khổ quả khổ, nó phát triển ra, nó di căn ra, cái di căn nó phát triển ra thành ra sân khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, cầu bất đắc khổ, ái dục ly khổ, quán tăng hội khổ và ngũ ấm xí thành khổ. Đó là ba khổ và tám khổ ở trong khổ đế của giáo lý tứ đế mà Đức Phật đã dạy sau khi thành đạo đến đường làm giả, dạy cho ông cái nhóm của ông An Nhạc Kiều Trần Diêu và năm anh em cùng đường Đức Phật tu lúc trước. Thế vì là Đức Phật dạy như thế
Thì cái điều mà tôi diễn ra nãy giờ đó thì chỉ mới nói rằng là thân này bất tỉnh thật hai hoa. Cái thời gian đó là chúng ta đủ thấy thân này là bất tỉnh rồi, bất tỉnh thật rồi, chứ không phải là hoa nha. Rồi tôi đọc tiếp là một lần nữa là để rồi thì giờ gần như là hết rồi. Thân này bất tỉnh thật hai hoa, xác định là bất tỉnh thật. Thế thì còn ba câu nữa, phải một lần nữa mới hết. Bà theo trong nhiều ba thì phải một lần nữa mới hết. Hôm nay coi như là được phân nữa. Thế thì hết giờ rồi, để sợ tôi là nó hết kia, nó hết băng nữa. Tôi xin là gần cái đây vậy. Xin chúc tất cả Phật tử gần xa Bồ Đề Tâm kiên cố và tinh tấn mãi trên đường học đạo hành đạo để chứng đạo. Thank you.